Ừ. Ra cầm cái máy điện thoại của em lại quay làm chị. Làm người cũng có chuyện đó. Có chứ. Có cái da kìa, thế là anh ơi. Hello mọi người, Na quay livestream cho mọi người coi cái cục mụn u nang nha. Cục mụn chai. Đây là kỹ thuật bên Hana xử lý những cái cục mụn chai nó như thế nào này nha mọi người. Hi, chị qua thăm chị, ok nha Tài. Qua thăm chị đi, chị thơ yếu rồi nè. Sáng ngày ra năm vố rồi đó. Gì? Ba khách. Bông. Chị ơi, thấy là mặt tới rồi đó. Bà kia thì gì? Vô hỏi cái cục mụn gùi. Bạn kia mụn nhiều không? Lấy mụn mà uống thuốc giảm đau nó có giảm đau không chị? Không em ơi, lấy mụn nằm đấy em, nằm giường đấy. Mọi người uống thuốc giảm đau thì nó chỉ có chút xíu vậy thôi à, nhưng mà nó không có đau lắm đâu mọi người, nó đau xương xương à, như kiến cắn vậy đó. Kiến ba khoang hay sao? Kiến gì cắn vậy? Kiến gì? Kiến lửa. Em không kiến kiến gì mà chảy nước mắt nữa. Ăn chứ. Cái góc nó chụp đâu có quay thấy cái gì đâu. Thấy gì hết à? Thấy được một màu đen. Chút cái này. Vậy thì nó canh được đó. Cái cục mà mọi người thấy nó đỏ rõ, nó sưng to lên không? Đó là trong đó nó còn cái ổ dịch đó, mọi người phải lấy đi phần ổ dịch đó thì nó mới hết được. Mọi người có mà thoa hay bôi bất kỳ sản phẩm gì nó cũng không thể hết cho mọi người được đâu nha. Bôi nó da của mọi người nó sẽ bị bong tróc, nó rất là yếu. Quay này chị áp lực quá. Gì? Thằng nói gì? Áp lực. Áp lực hả? Để thôi bấm đi, bấm tắt đi, tắt đi. Rồi em la thoải mái đi. Chị chỉ la chim hả? Không quay nữa. Không có thấy cái mặt em đâu, chỉ thấy cục mụn duy nhất cục mụn thôi. Mà cứ la thoải mái gì đâu, bị ai biết em là ai đâu. Em biết là gì rồi đó. Bạn tên gì vậy hả? Lên ơi,
Linh ơi, Linh đợi một chút nha. Linh đợi nha. Hello, hello. Ủa? Không có, đang làm này chứ. Nhớ hết rồi, nhưng mà chút xíu đi rồi em ấy lại cho, tại vì mấy đứa có nhiều đứa nó không ăn hải sản được á. Rồi rồi, em đang làm á. Ủa mình không ăn được rồi bắt người ta ăn không ăn theo luôn hả? Không. Bằng em đúng không ta? Em ta. Xui của mẹ chị là chị kia bằng em hả? Bác chứ sao bằng em. Nhưng mà xưng là gì? Con. Xưng con hả? Ít tuổi hơn mẹ chị hay nhiều tuổi hơn? Ít xỉu hả? Ít chém ăn hả? Thì có bằng cô. Ủa nghĩ sao bằng em được? Mẹ là của Tiên mà sao bằng em được trời? Chị bằng con hả? Cô với con. Chị em à? Kêu mẹ chị cùng chị em mà rồi sao chị cùng chị em à? Bà chém ăn hả? Trẻ thì trẻ chứ. Mà đời nó khác mà tâm sang gia đình nó khác chứ. Công việc chưa sửa xong rồi. Công việc chưa làm xong rồi. Đi gì á? Trời ơi, nhìn thấy ghê luôn á. Nào là tóc, nào là mặt nạ, mắt mụt, cục cho bả lửa luôn. Mặt nạ không có đổ vô vòng cầu nữa nha. Nhầm, lavabo nữa nha mọi người. Để mua cái túi lọc á. Mà tại có tóc trong đấy nữa nó dính vào nhau đây. Tóc vào trong lavabo á? Ừ, đầy luôn. Không hiểu sao nó lại có tóc vào trong đấy luôn à. Chắc nó chạy đầu á. Nó là lỡ chỉ có 60-70% thôi. Bây giờ nó không chịu. Tại mà còn có bên 70% á hả? Tối tiền là hết. Khỏi đầu mà.
con bên đây. Nhìn cục sẹo trong người.